Chia sẻ rất nhiều trên báo rồi, có nghĩa là trước khi gặp Nhi thì Isaac nghĩ Nhi chỉ là một cô gái lúc nào cũng vui vẻ, một diễn viên hài à. Nhưng mà tới khi đóng chung thì Isaac thấy là Nhi thực sự là một người rất là có chiều sâu và biết quan tâm chăm sóc người khác, rất là tinh tế trong từng chi tiết. Thì Isaac nghĩ rằng là Nhi rất tinh tế nha em, rất tinh tế, rất tinh tế. Em có nhớ cái vụ mà em mua ly chè đó mà không muốn ăn á, tinh tế mà có chè bay một cách tinh tế luôn, mà em phải tâm phục khẩu phục luôn á, đúng không? À, cho nên Isaac sau phim Isaac rất là quý Nhi, và nói nôm na là mọi người sánh hai Isaac mê Nhi, không sai đâu. Là Isaac rất hay là mua đồ ăn lên đoàn mời mọi người ăn á, và đặc biệt là hôm nọ mua một ly chè rất ngọt để mời Nhi. Sau đấy Nhi kể đi, Nhi có ăn hay không? Thì không. mà Nhi kiểu rồi Isaac đi ra ngoài quay Nhi, cái Tuấn kêu ăn đi, Isaac nó mua đó. Trời ơi anh ơi, vừa tới cái nào đưa cái ly cho chị nào. Ôi anh Isaac ơi, chè rất ngon nha anh ơi. Mà Isaac á, kiểu mà Isaac thấy được cái mùi, Isaac nào em ăn cho anh coi nè. Cái là gì? Dạ rất ngon nha. Ăn cho hết ly cho nó tinh tế. Không phải, tại vì bình thường đi qua nay Isaac nó hay mua ăn đồ ăn vặt, nhưng mà toàn là mua đồ ngọt không à. Nhi thì không có thích ăn đồ ngọt, nhưng thích ăn mặn. Còn đồ ngọt thì béo lắm, với lại sợ mập, lúc đó đang muốn ốm để mặc đồ lên phim cho đẹp á. Mà anh Isaac thì toàn mua đồ ngọt thôi, cho nên ảnh mời rất rất nhiều lần, ảnh mời rất nhiều lần mà tất cả những lần ảnh mời Nhi không bao giờ Nhi ăn hết. Nhi lén không mà đứng ngồi trong phòng diễn viên, nhưng mà không ngờ bữa đó bị bắt quả tang tại trận. Cái kể từ bữa đó anh cũng không mua gì cho ăn nữa. Ồ, mở rồi nữa hả? Ừ. Đây nha, mở không được.